Chào đón quý vị đến với chương trình Smart Money with Ly Hồ. Hello Ly. Xin chào Thanh Nhã và xin chào kính chào quý vị. Ly lúc nào cũng khỏe. Đúng rồi, Ly rất khỏe. Ngày hôm nay chúng ta đến cái set của chương trình mình ha. Nào là có hoa mai vàng nè, đào nè, rồi thích nhất là những chiếc bao lì xì. Tài chính. Đúng rồi. Đến với Ly thì là năm mới, con mái tóc mới rất là fashion nha. Cảm ơn Thanh Nhã để ý. Thì Ly thấy là bắt đầu Tết Việt Nam của mình bắt đầu Tết mới, cho nên là Ly cũng muốn sửa soạn thay đổi coi có gì mới. Rất là đẹp, hợp với Ly, nhìn trẻ trung năng động. Và cảm ơn Thanh Nhã. Sẵn mình nói về cái chuyện mới gì ha, sẵn có cái tóc mới này luôn á, Ly để Ly kể cho quý vị một cái câu chuyện luôn nữa. Là hôm bữa cũng cái hôm mà Ly đi làm tóc mới này là vừa cắt vừa nhuộm á, cho nên lâu lắm, có tốn thời gian ở đó lắm, cho nên á, lúc mà mình ngồi chờ đợi á, mình cũng có nói chuyện với cái anh cắt tóc với mình. Nói chung có chia sẻ anh em với nhau, chia sẻ về nghề nghiệp, thì Ly có nói là Ly làm bên tài chính. Thì cái anh cắt tóc đó ảnh rất là hào hứng, ảnh làm bên cắt tóc ha, về nhuộm tóc, nhưng mà ảnh có nói với Ly á là anh cũng thích tài chính lắm, anh chơi cổ phiếu, anh có chơi stock. Nhưng mà anh cũng có chia sẻ thêm á là chơi stock á, Thanh Nhã, giống như là cái thị trường á càng lên á thì ảnh càng mừng càng thích, nhưng mà lại càng lo sợ. Tại vì á, khi mà lên á là chắc chắn á, khi mà thị trường lên á chắc chắn sẽ có thời điểm nào đó rớt, mà có mình bây giờ mình không có biết là khi nào nó rớt thôi. Đúng rồi. Cho nên ảnh hồi hộp lắm, ảnh nói trời Ly ơi, mà nếu mà lỡ mà có một chuyện gì xảy ra giống như năm 2008 nữa, khi mà thị trường xuống 40% mới chắc anh chết. Nhưng mà Ly ơi, Nhã thấy vậy nè, không có ai thích sống trong cảm giác hồi hộp hết. Như vậy theo Ly là có chương trình nào mà mình save tiền được nhưng mà mình lại không có phải sống trong cái cảm giác hồi hộp lo sợ như vậy không? Thì cái này chắc chắn là hôm bữa giống như là Ly cũng có chia sẻ với ảnh luôn, là có nha quý vị, chương trình đó mình có một cái chương trình á là mình vừa có tiền lời vừa thị trường, nhưng mà mình vừa không có bị sống trong hồi hộp là tiền của mình bị mất, là tại vì chương trình này nó có một cái guarantee á, là guarantee mình không mất tiền, và còn có những cái guarantee khác nữa. Nhưng mà bây giờ mình nói tới cái chuyện đầu tiên đi, cái chuyện sợ mất tiền. Guarantee không mất tiền là sao? Thì tức là nếu mà quý vị mình biết á, tiền nếu mà mình có 401k mình đều biết là 401k nè, IRA hay là Roth IRA, thì những cái tiền như vậy ở trong những cái chương trình đó là sẽ theo thị trường, tức là mình có thể lời theo thị trường nhưng mà cũng có khả năng mất theo thị trường luôn, Thanh Nhã. Còn đối với chương trình này á, khi mà thị trường lên á thì mình sẽ được hưởng lời theo thị trường, nhưng mà khi mà thị trường xuống đó thì hãng sẽ lock tiền của mình lại, Thanh Nhã, tức là hãng sẽ bảo vệ tiền của mình lại để mà mình không bị lỗ. Nói chung là nếu mà có cái sự kiện năm 2008 xảy ra nữa đó thì không sợ. Người ta thì mất 40%, mình á trong chương trình này mình không có lời, mình không có lời thôi, nhưng mà ít ra mình không có bị mất tiền 40% như người ta, là không có sợ, không có bị hồi hộp á, như nãy Thanh Nhã có nhắc. Rồi, đó là cái guarantee thứ nhất. Nào, cái guarantee thứ hai nha, cái phần này cũng quan trọng lắm nha. Guarantee thứ hai, đây là một cái phần nó gọi là guarantee lifetime income, là guarantee thu nhập trọn đời đi, đảm bảo là thu nhập trọn đời. Thì thu nhập trọn đời là sao? Giống như là hồi mấy chương trình trước, nếu quý vị có theo dõi, Thanh Nhã với lại Ly có chia sẻ về một cái cuộc khảo sát đối với những người lớn tuổi, những người nghỉ hưu á. Thì trong cái câu hỏi đó, người ta có hỏi là những cái người lớn tuổi họ sợ nhất cái gì? Thì có người nói rằng sợ nhất là cô đơn, sợ nhất là bệnh hoạn. Nhưng mà 100% những người đó, tất cả mọi người á, đều nói rằng là tôi sợ tôi sống, tôi già tôi sống lâu đó mà tôi không có tiền. Tại vì sống thọ làm chi khi mà mình không có tiền. Đúng phải không, rồi Thanh Nhã? Thì cái chương trình này là quý vị, nó đánh tan cái nỗi lo của những người lớn tuổi về cái chuyện mà mình sống lâu quá mà mình không có plan kỹ để mình có tiền để sống. Bởi vậy cho nên nó gọi là guarantee thu nhập trọn đời. Guarantee thu nhập trọn đời tức là đó, hãng sẽ guarantee rằng họ sẽ trả cho mình một cái số tiền lifetime income mỗi năm, bất kể rằng mình có sống thọ tới đâu, mình có sống 80 tuổi, mình có sống tới 100 tuổi, hãng vẫn sẽ phải trả cho mình mỗi một năm một cái số tiền thu nhập trọn đời đó, Thanh Nhã. Thì bởi vậy cho nên là không có chuyện mà tôi sống lâu quá mà lại tôi không có tiền. Nghe Ly chia sẻ như vậy nó giống như là pension mà các hãng trao cho nhân viên phải không? Đúng rồi, Thanh Nhã. Thì cái này nó giống như pension, Thanh Nhã có nói vậy đó. Nhưng mà hầu hết á,
Nói chung á, bây giờ á, nếu mà quý vị có biết anh đâu có nhiều cái công ty nào mà còn offer pension cho nhân viên nữa đâu. Thì chương trình này á, khi mà mình có đó, mình gọi rằng Ly với lại mọi người hay gọi rằng là mình tự mình create cái pension cho mình, gọi là self create pension. Thì bởi vậy cho nên á, chương trình này nó rất là có lợi cho những quý vị nào mà có 401k nè, có IRA, Roth IRA, hoặc là kể cả những quý vị nào mà mình đang có một cái số tiền trong ngân hàng đó mà không có lợi gì hết á, mình cũng có thể sử dụng cái chương trình này để tự tạo cho mình một cái pension, một cái nguồn thu nhập trọn đời vậy đó Thanh Nhã. Thường là những cái chương trình mà có nhiều cái lợi như vậy thì chắc là quý vị cũng sẽ lo ngại không biết phải đóng phí gì không. Cảm ơn Thanh Nhã hỏi cái câu hỏi rất hay này. Ly nghĩ rằng đây cũng là cái câu hỏi chung của tất cả mọi người. Thì thường thường á, là những cái chương trình nào khi mà họ có guarantee cho mình nhiều thứ quá như vậy, tức là vừa guarantee không mất tiền nè, vừa guarantee thu nhập trọn đời nè, thì á, trung bình những cái hãng khác á, Thanh Nhã đều có một charge một cái phí là trung bình là 1%. Nhưng đối với chương trình này á, thì hoàn toàn không có cost và không có phí gì hết, tức là no cost no fee nha quý vị. Ly nói no cost no fee á, nghe nó đơn giản lắm, nhưng mà quý vị mình phải nghĩ nó như thế này nè. Ly nói ví dụ như một người á, để 100.000 vô cái chương trình này nè, một năm nếu mà mình không phải trả 1% á, tức là mình đã có thêm, mình save được 1.000 rồi. Trong vòng 20 năm 30 năm là mình lại có thêm 20-30 ngàn. Nhưng mà quý vị nên nhớ 20-30 ngàn đó nó không có chuyển dừng vô trong 20-30 ngàn đó, tại vì mình để qua năm qua tháng 20-30 ngàn đó, 20-30 năm sau á, nó sẽ trở thành cả 100.000 lần. Đúng rồi. Thì chính từ cái việc mà mình không phải trả 1% cái tiền phí mỗi một năm đó, ngay cái lúc mà mình nghỉ hưu 20-30 năm sau mình lại có thêm cả 100.000 để nghỉ hưu. Thì cái chuyện không có trả phí này nó quá là có lợi cho mình đó Thanh Nhã. Nhưng mà cái quyền lợi mà Ly nói nó không, của chương trình này nó không có dừng lại ở đó đâu. Tại vì ngoài những cái guarantee không mất tiền, ngoài những cái guarantee thu nhập trọn đời, không có cost, không có phí á, thì chương trình này hiện tại họ đang có một cái promotional bonus Thanh Nhã. Một cái promotional bonus rất là cao. Thì promotional bonus nó hãng sẽ cho quý vị một con số là 20% cái số tiền mình bỏ vô. Nhiều vậy hả? Tức là ha, nếu mình bỏ 100.000 vô á thì hãng sẽ bonus cho mình 20.000. Nếu mà mình bỏ 1 triệu vô thì hãng sẽ bonus cho mình 200.000. Đó là cái phần đặc biệt nhất của chương trình này đó Thanh Nhã. Cái số tiền bonus như vậy rất là cao. Nhã thấy là vừa có benefits nè, lại vừa có thêm cái phần bonus nữa. Vậy là chương trình này á có lợi cho tất cả mọi người chứ không phải riêng về những người về hưu không. Đúng rồi, đúng rồi. Thêm một điều Nhã thấy rằng khi mà chúng ta để tiền trong nhà băng đó, kính thưa quý vị, số tiền lời chưa đến 1% nữa. Mình không có làm được gì với cái phần trăm đó. Và cũng không có để đụng vô được cái mức độ lạm phát. Nhưng mà bây giờ nói đến đây thì chắc là phải nhờ Ly cho quý vị thấy ví dụ cụ thể để mà chúng ta có thể nắm rõ hơn về cái phần tốt đẹp của chương trình ha. Rồi, quý vị hướng mắt lên màn hình với Ly nha. Rồi, ở đây một cái ví dụ là người cái người mở cái chương trình này là một người đàn ông 50 tuổi đi quý vị. Thì số tiền mà họ bỏ vô chương trình này là 250.000. Thì quý vị thấy cái ô, những cái ô mà Ly có đóng khung màu đỏ đó, giờ quý vị nhìn tới cái ô cuối cùng nha, ngay cái chỗ benefit based bonus đó, thì quý vị có thấy không, là 50.000. Tức là hồi nãy Ly có nói chương trình này hiện tại họ đang có cái bonus là 20%, cho nên 20% của 250.000 mà người này bỏ vô đó, nó là cái 50.000 nha quý vị. Rồi bây giờ quý vị nhìn tới cái trang thứ hai nè, quý vị dõi mắt theo Ly nha. Rồi, Ly cũng có đánh số những cái con số đó luôn để cho mình tiện theo dõi đó. Thì ngay số 1 mình bỏ vô 250.000. Rồi số 2 đó là cái số tuổi của người này 50 tuổi. Và bây giờ quý vị nhìn tới con số 4 nha. Hồi nãy họ bỏ vô 250.000 cộng với cái 50.000 mà bonus của chương trình này cho, tức là 20% số tiền mình bỏ vô đó quý vị. Cho nên ngay cái năm đầu luôn á, anh này bỏ vô 250.000 nhưng mà anh đã có 300.000 cái số tiền để bắt đầu mình có lời á, là đã 300.000 rồi. Rồi bây giờ quý vị nhìn, cứ nhìn tiếp theo là từ năm 50 tuổi cho tới năm 64 tuổi đó. Là quý vị cứ nhìn tới cái con số thứ 5 đi. Từ cái con số 300.000 mà mình bắt đầu, lúc mà mình mới bắt đầu bỏ vô á, tới năm 64 tuổi thì con số 300.000 đó nó đã trở thành 696.000 rồi. Tức là mình đã có lời hơn gấp đôi cái số tiền mình bỏ vô lúc ban đầu rồi. Rồi bây giờ quý vị tiếp tục nhìn theo cái con số, cái ô bên trái. Thì ngay ở cái tuổi 65, lúc này á, là người này á, là quyết định nghỉ hưu nha quý vị. Quý vị nhìn vô cái ô số 6 đi. Thì hãng á, sẽ trả cho cái người muốn nghỉ hưu này là cái số tiền thu nhập trọn đời, guarantee thu nhập trọn đời là 34.847 nha quý vị. Nhưng mà cái con số 34.847 này nó không có chỉ dừng ở đó đâu. Hồi nãy Ly có nói rằng á, là mỗi một năm khi mà mình có tiền lời từ thị trường á,
thì cái số tiền thu nhập trọn đời của cái năm sau á, nó càng được tăng lên theo thị trường như vậy. Cho nên là hãng á, lúc nào cũng guarantee là quý vị á, được cái số tiền thu nhập trọn đời cao nhất. Và bất kể thị trường á, nó có biến động như thế nào, có biến động như thế nào, có âm 0% á, thì mình cái số tiền thu nhập trọn đời của mình vẫn có được cái số tiền nhiều nhất. Bởi vậy cho nên mới thấy, quý vị có thấy là 34.847, nhưng mà những cái năm sau á, cái số tiền nó tăng, số tiền thu nhập trọn đời nó tăng 38.214, rồi tăng lên 41.906, rồi tăng lên 45.956. Và thêm một cái điểm này nữa quý vị, cái con số đó hồi nãy Ly mới nói là cái số tiền lifetime income này, thu nhập trọn đời á, là hãng guarantee rằng là mình sống tới đâu là hãng sẽ phải trả cho mình tới đó nha quý vị. Cho nên mình không có sợ rằng á, là mình sống lâu quá mà mình không có tiền. Đúng. Hay quá. Khi mà Ly chia sẻ như vậy thì Nhã nghĩ chắc là mình nên tóm tắt lại cái chương trình để cho quý vị có thể nắm và tiện theo dõi và tham gia chương trình. Yes. Đầu tiên đây là một chương trình hưu trí trọn lời ha, thu nhập trọn đời. Yes. Mình sẽ có số tiền rất là an toàn, đảm bảo không bị mất tiền nè. Thứ hai là số tiền lời trung bình từ 4-8% một năm. Và thứ ba là mình có cái phần thu nhập trọn đời lifetime income. Tiếp theo là hợp đồng này hoàn toàn không có phí, cũng như cái phần đặc biệt giúp và Thanh Nhã lúc nào cũng nhớ đó là promotion 20% bonus kính thưa quý vị. Và cuối cùng là chương trình thu nhập trọn đời có thể tăng từ 4-5% mỗi một năm. Cho nên quý vị nào mà chúng ta muốn được Ly Hồ tư vấn trực tiếp thì quý vị có thể liên lạc qua số phone 714-388-5566. Đến đây thì lại phải nói lời chia tay với cô gái tóc ngắn rồi. Trời ơi, lại thời gian lúc nào cũng qua quá lẹ luôn. Mình nói 10 phút quá mà giống như là mà học chưa có sử dụng được bài. Ok, thì Ly biết là cũng như những tập trước Ly nói là có 10 phút quá mình Ly không có thể giải quyết hết hay là giải thích hết những cái khúc mắc của quý vị. Cho nên nếu mà quý vị có những cái câu hỏi cụ thể, quý vị lúc nào cũng có thể gọi Ly ở số điện thoại 714-388-5566. Mình có thể nói chuyện qua điện thoại, có thể Zoom hoặc là lên office khi mà mình có thể tự do đi lại. Và một lần nữa là Ly, khi mà Ly nói chuyện với quý vị là mình không, hoàn toàn không có charge một cái free consultation gì hết. Cảm ơn Ly Hồ đến với chương trình ngày hôm nay. Và Thanh Nhã cũng cảm ơn rất nhiều quý vị đã theo dõi chương trình. Một lần nữa số phone của Ly là 714-388-5566. Xin mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Talk Show Smart Money with Ly Hồ lần sau.